sau đây ngày hôm nay thì chúng tôi xin uh, dành trọn chương trình này để nói về kết quả của uh, cuộc bầu cử. Uh, ngày hôm qua thì đáng lẽ chúng tôi uh, có uh, thực hiện chương trình uh, nhưng mà tại vì lúc đó là uh, kết quả bầu cử nó chưa có được update nhiều và cũng như chưa có thấy rõ ràng cái cái bức tranh của cuộc bầu cử ngày hôm nay. Nhưng mà sáng nay thì uh, mọi việc dường như đã rất là rõ ràng cho nên là mình có thể uh, nhìn thấy được cái uh, kết quả bầu cử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua và uh, phải nói bây giờ đó tính đến vấn đề mà À, về thượng viện thì đảng cộng hòa và đảng dân chủ đang rất là xích sao và chỉ có cách nhau có đúng một ghế thôi đang đang rất đang rất là xích sao và trong khi đó thì đó là phía của thượng viện còn bên phía của hạ viện thì đảng cộng hòa đang thắng đa số với 203 phiếu và đảng dân chủ đang có 187 trăm tám kính thưa quý vị. Dạ thưa bác. Bây giờ nói về vấn đề trên thượng viện chưa ngã ngủ, chưa ngã ngủ. Bây giờ những cái mà loan báo kết quả tạm thời thì nó đã đi qua một cái điểm chắc, cái nào chắc, cái nào chưa chắc. tại vì có những cái ví dụ như là ông OG đó bây giờ ông đã xác nhận là ông chịu thua rồi. mặc dù có thể đếm phiếu lại tại vì gần khít kha quá yeah, nhưng chị mà chị ông xác nhận ừ. ông thua rồi. đó là bản tin mà tôi đọc buổi sáng này trước khi tôi vô đây ổng cho thư ký của ban tranh cử ổng và chính ổng kêu phone cho đối thủ chính trị của ông tháng ổng khít khao có chưa tới một phần trăm theo nguyên tắc thì có thể đếm phiếu là nhưng mà ổng vẫn chúc mừng mình chưa biết là ổng có đếm lại hay không nhưng mà cái đó là bên phía đảng cộng hòa mất một cái phiếu chiến địa đó đó là cái lý do mà người ta nghĩ rằng người ta tiên đoán rằng cho tới giờ phút này có thể là bên Hạ Diện thì cái điểm an toàn tới đích của đảng Cộng Hòa là được 100%. Có thể là 101% nữa. Thấy không? Chắc chắn được rồi. Nhưng phía bên Thượng, Thượng viện. viện nhất là ở trong cái chỗ mà mình có đài đó ở Las Vegas cũng 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 như thế này này, sọ kè như thế này này, <laughs> dạ. Arizona Từ nhiều nơi lắm. nhớ là đó là giống như là Arizona hay là uh, giống uh, tự bang Nevada là tiểu bang Nevada đó là một trong những cái tiểu bang chiến địa dù đến chỉ có hai lá phiếu đại cử tri thôi nha, đây là tự tiểu bang nhỏ nhưng mà nó lại là tiểu bang uh, còn quyết định được nó nằm trong nhóm của tiểu bang Winters uh, tức là nó không có thuộc về bên nào hết, không dân chủ, không cộng hòa, cho nên <laughs> khi mà cái lá phiếu của của nó ra nó lại quyết định được nhiều chuyện cho thưa quý vị nó lạ lùng như vậy. Để cho nên là mình uh, coi thử hồi hộp hồi họp với lại tiểu bang Nevada. Nhưng mà hiện tại đó nhìn trên cái cái thăm dò và nhìn thấy cái cách đi của 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 những cái lá phiếu được gửi về đó thì chúng ta thấy là, là thượng viện Đảng Cộng hòa đang nhỉnh hơn chút xíu. Về thượng viện Đảng Cộng hòa có cơ hội nhỉnh hơn với Đảng Dân chủ một chút nha. Thì chỉ cần có rất một rất phiếu thôi. Gần, rất là gần Bây yeah. giờ là Cộng hòa chỉ cần 3 phiếu nữa 3 phiếu nữa mới thành 51. Bây giờ 48 là phải tháng 3 đang, cái Đảng Cộng hòa đang 49 dân chủ đang 48 thì, thì và dân cần Thì cần 2 nữa. Dạ yeah, dân chủ cần 2. Không, cộng ừ. hòa cần 2. Dạ. 49 thì phải cần 2 nữa thôi là 51 là kiểm soát rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Đấy không? Yeah. Nhưng mà thưa mà quý vị có một cái điều mà để cho chúng ta nhìn thấy trong cái đêm này hơi ngỡ ngàng và có lẽ đây là một bài học chua chát cho ông cựu tổng thống Trump cũng như những người mà quá lạc quan bên phía cộng hòa nó là tại vì dân chủ người ta làm dở quá bây giờ cộng hòa không làm gì cũng thắng cái điều đó là một cái điều làm chính trị không có quyền uh, mà đánh giá sai lầm như vậy cái đó là cái đánh giá mà địch thủ quá thấp những cái nơi mà đảng dân chủ thắng lần này làm cho người ta ngạc nhiên Ví dụ như là ở Pennsylvania hay là ở Georgia. Thưa quý vị, cái ông mà người ứng cử viên mà được Tổng thống Trump ủng hộ ở hai cái tiểu bang mà gây tranh cãi. Đó là cái tiểu bang Georgia và tiểu bang Pennsylvania. Một ông đó thì là ông bác sĩ mà ông bác sĩ chuyên bán thuốc không nổi tiếng gì mấy. Trong khi đó đối thủ của ông là một người mà được đảng Dân Chủ o bể rất là nghĩa là rất là nhiều đổ tiền vô nhiều người tới và cuối cùng như quý vị biết là ông Oji đã thua khít khao trong chưa tới một phần trăm trong khi đó thì ông dân biểu ông ông nghị sĩ ông ứng cử viên nghị sĩ à, da đen mà được tổng thống ủng hộ thì lại dính vô nhiều cái chicken đàn mà hai ủng hộ cho cái chuyện chống phá thai mà ổng là cho biểu những người bồ cũ của ổng nó phá thai những cái đó nó làm cho hình ảnh của những ứng cử viên đó mất lòng cử tri nhất là những cử tri có khuynh hướng là nằm ở giữa không phải cộng hòa phải dân chủ đó người ta cảm tình với ai thì người ta bỏ cho đó thì cái chuyện này đó thưa quý vị đêm hôm qua có thể nói là lần đầu tiên trong một chuỗi dài hai năm kể từ ngày mà tổng thống trung à thôi không còn làm tổng thống nữa nhưng ông còn ảnh hưởng đến chính trị đêm hôm qua là đêm mà có lẽ ông sẽ tỉnh ngộ và biết rằng ông không phải là siêu nhân không phải là superman không phải là à, một người nghĩa là có một cái quyền lực tuyệt đối chính trị nó có những cái khắt khe của nó và nó có những cái tế nhị của nó không phải như cách mà ông đã làm và chắc chắn rằng ông không nghe tôi nghĩ là ông không bao giờ ông nghe và không bao giờ ông nhìn thấy cái thất bại của mình cho dù thất bại trước cái cuộc bầu cử của ông biden cho tới giờ này ông vẫn cứ nói một cách nghĩa là rất là tự nhiên là bầu cử của tôi tôi thắng nhưng mà bị cướp mất thì ông cứ nói thôi không có ai công nhận hết bây giờ mỹ linh trở lại mỹ linh, linh có nhìn thấy ở bên phía cộng hòa ở trong hạ viện như thế nào giờ dạ, bây giờ chúng ta thấy là ở trong hạ viện của tiểu bang Georgia đó thì đang có một cái uh, cuộc chiến uh, giữa ông uh, Warnock và ông Walker nhưng mà nó có thể sẽ chuẩn bị cho một cái việc là runoff tức là đến phút cuối cùng CNN có thể uh, dự đoán cuộc chạy đua của thượng nghị sĩ Georgia giữa uh, ông uh, Hatcher Walker và là một người của đảng cộng hòa và một người của đảng cộng giờ của đảng dân chủ là thượng nghị sĩ Raffo warnock có thể là đã đến phút cuối cùng và dự đoán rằng là có thể là bên phía của đảng cộng hòa sẽ giành chiến thắng đây là một cái uh, tin vui nha và dạ, tương đối cho cho đảng cộng hòa Ở trong khi họ cần họ cần giành nhiều chiến thắng hơn nữa là tại vì uh, bên phía của uh, đảng dân chủ đó thì uh, họ đang có gọi là có một số tiểu bang thì họ cũng đã giành chiến thắng rồi cho nên là mình cũng phải có một cái uh, gọi là những cái tin vui đến cho cho đảng cộng hòa nữa chứ nó không là đảng cộng hòa cũng sẽ không phải là cái mùa bầu cử mà gọi là quá quá nhiều thành công giống như họ mong muốn tiếp đến nữa là đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng ở tại quận hạt số 2 của tư bang Arizona đó là ứng cử viên Eliran là sẽ giành chiến thắng ở địa hạt 2 của đảng Cộng hòa thưa quý vị Đoàn và tiếp đến nữa là bà Susan Collins sẽ giữ được cái chiếc ghế của mình và cái người bà này lâu lắm mà. Yeah. tiếp đến nữa là bên phía của uh, dân biểu của uh, đảng dân chủ bà Susan uh, xin xin lỗi Susan Wild, Susan Wild sẽ giữ được chiếc uh, cây chiếc ghế của mình CNN dự đoán là bà sẽ đánh bại đối thủ của mình của đảng cộng hòa đó là Lisa Schaller như bà đã làm trong năm 2020 nhưng lần này ở một khu vực được vẽ là thuận lợi hơn cho các đảng viên của đảng cộng hòa nhưng đảng viên đảng cộng hòa vẫn thua ở, ở trong cái cái um, ở chiếc cờ ghế này và bà Susan Wild vẫn giữ lại được thưa quý vị. Tiếp đến nữa là một cái đế chế truyền thông của bảo thủ ông Robert Murdoch kỷ niệm chiến thắng đối với của DeSantis kính thưa quý vị và tiếp đến thì chúng ta sẽ uh, tìm hiểu thêm nha là ông Robert Murdoch là một ông trùm của truyền thông người kiểm soát một số cơ quan truyền thông quyền lực nhất ở trên thế giới uh, và nghiêng về bảo thủ ngày hôm qua đã tuyên bố rõ ràng ông muốn gạt cựu tổng thống Donald Trump sang một bên để ủng hộ cho thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis làm lãnh đạo của đảng cộng hòa theo tờ New York Post thì một tờ báo uh, do ông Murdoch kiểm soát đã ca ngợi chiến thắng ở trong đêm bầu cử của ông Ron DeSantis ở trong một uh, gọi là trong một bài trang nhất luôn của ngày hôm nay để được đăng the future mà the future đó thì ông Ron DeSantis thì ông viết cái chữ chữ D đó là dạ, yeah, chứ không phải là viết là chữ D là là T, T H D giống như T H E giống như bình thường ông viết là the the future dòng tiêu đề này trên bài đăng nổi bật lên cùng với bức ảnh ông DeSantis và gia đình của ông ăn mừng chiến thắng lớn của họ ở tại tiểu bang Florida đó thì bây giờ mình có thể gửi một cái số hình cho cho bằng kỹ thuật để bằng kỹ thuật có thể gửi đến cho quý vị hình ảnh chiến thắng của ông, ông Murdoch ngày ngày hôm qua xin lỗi à, của ông Ron DeSantis ngày hôm qua trời bức hình quá đẹp luôn và bức hình người vợ mặc cái bộ đồ quá là đẹp luôn á rồi để mà bằng kỹ thuật có thể gửi đến cho quý vị nha bằng ông Ron DeSantis là một ngôi sao gọi là sáng chói của đảng cộng hòa đang lên va là một trong những ứng cử viên đầy tiềm năng à, cho chức vụ tổng thống của năm 2024 của đảng Cộng hòa, ông đã có một chiến thắng rất là tốt. đó và ngày chiều ngày hôm nay lúc 4 giờ giờ miền Đông thì tổng thống sẽ có một cái bài nói chuyện. Trên đây là chúng ta sẽ chờ xem tổng thống sẽ nói chuyện một cái bài nói chuyện truyền thống quốc gia như thế nào trong cái buổi ăn tối rất là truyền thống của Quốc hội để mà kết thúc cái chuẩn bị của mùa lễ Thanksgiving đó thì luôn có một cái uh, cuộc gặp gỡ này của quốc hội thì tổng thống sẽ có bài nói chuyện lúc vào uh, 4 giờ chiều giờ miền Đông kính thưa quý vị. Đây, chiến thắng của uh, ông Ron DeSantis. Dạ. Yeah. Thưa bác. Vâng, thưa quý vị, cái tin mà hồi nãy Mỹ Linh nói đúng đó là hiện bây giờ thì bên phía Cộng hòa cần hai phiếu thắng nữa thì kiểm soát được thượng viện. Bây giờ quý vị nào mà thích đảng cộng hòa thì đưa cái tay lên tìm đập tìm đập tìm đập tìm đập tìm đập tìm đập trong khi đó ông dân chủ thì cần phải tới ba thì còn cái 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 hạ diện thì mình không để ý nhiều hồi nãy tôi nói với quý vị về georgia các ông Sernet giữa hai ông tức là à, thượng nghị sĩ giữa hai ông đó đó thì ta lấy cái này hay lắm đâu quý vị thấy không bên bốn bên 48, bên 203, bên 187. Rồi hai cái ông mà kế tiếp đó Peter xuống ở dưới cái chỗ này chút xíu đó là có hai cái ông mà uh, thượng nghị sĩ của Georgia Senate đó thì cái ông mà uh, của Đảng Cộng hòa đó là ông uh, ông Walker đó thì là ông đương thua. Đó cái ông 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 bên tay gần tôi đó, ông gần tôi đương thua mà cái ông mà cái tóc không có đó thì ông đương thắng. <laughs> nhưng mà nhưng mà thắng là rất là khí cao cho nên bây giờ đó cái 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 câu chuyện này nó nó Nhất chưa ngã Suka. ngủ Suka. Dạ, rất nó chưa quá ngã dần. ngủ dạ, quá tên thì ngã ngủ hả? rồi Dạ. Yeah. Tên Shorvinia cũng giống hệt như vậy mà không biết tại sao ông OG ông lại tuyên bố là ông thua. Mình không hiểu nữa. Tại vì cái ông này là tôi nói thật với quý vị, tôi nói như vậy quý vị biết là trong cái đầu tôi không có cảm tình với ông OG này tí nào cả. Mà ông như thế nào đó, cái cái mặt ông cũng không có cảm tình mà ông không có gì làm nổi tiếng nếu không nói rằng ổng đi bán thuốc thì cũng có người thương có người ghét đại khái nó là như vậy mà bây giờ chưa có chưa có đếm phiếu lại hay là cái này kia chưa khiếu lại mà đã đưa tay đầu hàng rồi không biết lý do tại sao trong khi đó hai ông này chưa chắc ông nào đã hơn ông nào bây giờ mặc dù cái ông mà hết không có tóc đó là đương thắng nhưng mà ông bên kia thua có chút xíu thôi mình hy vọng là có option hay là cái gì người ta đếm lại nhưng mà chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo trở lại cùng quý vị